Có một sự quyến rũ mang màu xanh lục bảo thuộc về nước Việt Nam rất đỗi tự hào. Đất trời ta, biển của ta, dân ta cứ thích là hẹn nhau đi. Có thể nói từ Bắc chí Nam đều được vẽ bằng nét bút vĩ đại của mẹ Trùng Dương. Lần này, những hình ảnh kinh điển của biển đảo miền Tây Nam Bộ đã hấp dẫn chúng tôi, bởi vậy cuộc chơi cũng bắt đầu từ xa cảng miền Tây. Mọi phương tiện ăn ở đi lại đều có vẻ tiện nghi hơn xưa, sẽ khá thoải mái với loại xe giường nằm 20 chỗ như chuyến Tuấn Nga Sài Gòn Hà Tiên mà chúng tôi chọn. Với 250.000 một vé, ta làm chủ được một cabin rộng rãi đối với một người lớn, có rèm che 6 phủ, có tivi, ổ cắm sạc, khá riêng tư. Khi lên xe, mọi người tuân theo quy củ là bỏ giày, đi chân trần hoặc mang vớ. Lên xuống xe sẽ có dép đơn giản do nhà xe cung cấp. Nhóm 10 người vừa gặp đã quen. Miếng trầu là đầu câu chuyện, ở đây miếng bánh chia nhau đã mở đầu một chương giao lưu tốt đẹp mà Lilo Phi sẽ tường thuật tiếp trong phim này. Việc đi chơi nhóm luôn đem lại cho ta những cảm giác hữu hảo, xúc động, thân tình, thật ít những phút giây trầm lắng. Tất nhiên với điều kiện đa phần phải là những con người vô tư, hào phóng, không tiêu cực hay tự kỷ. Cái gì cũng ngon luôn, để cho đâu đâu lựa bằng mới làm luôn, để lựa cho nữa một miếng ngon ngon chị hả? Chị nghe bu cầu mà nó kêu cô mới ngon có mà ăn gì hả? Ăn gì? Bánh mì, bánh của chị mới làm xuất sắc, cái quan bánh blan xuất sắc luôn nè, xuất sắc luôn. Thì em nói nhà mình đó là anh làm bánh blan không hà, mà anh thử cái này đi để mình cạch bánh mì qua cúc. Cái này lạc hơn cái đó anh. Sao không, là ngon anh à. Ngon. Là ngon. Có hạnh nhân ở trên đó nè. Đâu? Ai ăn đi, ai xếp đi ăn. Rồi. Ăn no dễ ngủ. Trời ơi. Nói chung là cái này là cái thành công mà con làm được nhiều lần rồi hả? Dạ. Ừ, giỏi quá. Ừ. Ngon ha. Tưởng rượu thiệt. Này, giống rượu. Này bánh bông lan nè chị. Hả? Bánh bông lan. Ừ. Được quá, dễ quá. Quá ngon ha. Cái ông già. Cái ông già. Ăn đi con. Sài Gòn, Hà Tiên 338 cây số thường được chọn đi đêm, với cabin rộng đủ nằm thì lộ trình như thế được xem như một khách sạn di động, ngủ một giấc là tới. Đoạn Sài Gòn Rạch Giá phần lớn là quốc lộ cao tốc nên êm ái, dễ ngủ. Tới khuya, lúc vào địa phận Rạch Giá thì đường xấu lắm, không cần tả cũng biết, thức đêm mới biết đêm dài. Tuy nhiên tự an ủi rằng mình đã chọn phương tiện tốt nhất để trực tiếp đi về tới Hà Tiên. Đó là mình chạy tới 8 tiếng luôn. Đêm mình chạy 6 tiếng mấy 7 tiếng. Dạ. Ngày mình chạy 8 tiếng. Luôn hả? Dạ, sướng quá ha.
khởi hành lúc 22 giờ mà mới 4 giờ sáng đã tới bến xe Hà Tiên. Mới ngủ được một chút chúng tôi đã ngơ ngác có mặt tại Hà Tiên rồi. Vắng que, đèn vàng hiu hắt. Cũng may là có xe 16 chỗ trung chuyển trong đêm qua bến tàu. Ở đây không thấy xe ôm hay taxi gì hết. Đường đêm nội ô thành phố Hà Tiên hiện ra trong đêm mùa hè. Im ắng, buồn hiu. Sau này có lẽ nên đặt chuyến xe khởi hành 23 giờ từ Sài Gòn thì tốt hơn. Nhà chờ bến tàu Hà Tiên đây khá đàng hoàng, sáng sủa, sạch sẽ. Trong nhiều giờ ngồi không đó, ắt hẳn cũng cần một tách cà phê cho tỉnh táo. Có vài quán bán đồ ăn sáng đã hoạt động, giỏng miễn phí cho khách. Bánh mì, hủ tiếu, cơm tấm đủ cả. Chúng tôi ăn bánh mì xíu mại và một ít quà giặt, xôi cuộn, bánh phồng, nếp xôi thốt nốt dân dân. Những món ngon lạ này được mua tại chợ Hà Tiên. Xôi mà có bánh phồng nếp được vậy nè, bây giờ hiếm gặp lắm. Đúng rồi, hiếm gặp lắm. Chuyến cao tốc Phú Quốc Express khởi hành từ cầu cảng số 2 lúc 6 giờ sáng, đông khách lắm. Chúng tôi còn phải chờ thêm 2 tiếng nữa. Hà Tiên hải tặc tàu nhỏ hơn, chuyến sớm nhất là 8 giờ vì chỉ mất có 30 phút đường biển. Nắng lên hứa hẹn một ngày mới tốt đẹp. Tám giờ, hai chiếc tàu cao tốc đều xuất bến. Chiếc Minh Nga lớn hơn, máy mạnh, chạy nhanh hơn một chút, qua mặt chiếc Hoàng Hạnh 50 chỗ của chúng tôi, lướt trên sóng sông Giang Thành, lần lượt qua cầu Tô Châu. Có chút ngỡ như mộng, những cái tên mơ màng, gợi cảm đó bây giờ mới thấy. Thật là thích, chỉ ngủ có một đêm mà chuyển từ nhà phố sang sát, xe cộ rộn ràng sang cảnh trời cao biển rộng. Đảo hải tặc xưa kia có thành tích không vừa, nghe tên biết chuyện, nổi bật ở vùng biển chỉ cách đất liền 28 cây số này là cướp biển Mã Lai. Những hình ảnh và câu chuyện kể dễ sợ, qua vài thế kỷ bị truy quét, hải tặc chỉ còn là cái tên gợi sự hiếu kỳ. Trả lại biển trời trong sạch cho dân lành. Cầu cảng ở Bãi Nam, đông đúc cư dân, nhà nhà làm nghề biển, cho nên thuyền bè ngư cụ khắp nơi. Ấn tượng đầu tiên là bờ bãi khá sạch, rất ít thấy rác thải dập dềnh, nhưng từng thấy ở các đảo khác như Nam Du, Bình Ba, Bình Hưng, vân vân. Nơi nào có dân là có rác. Có lẽ người dân ở Hòn Đốc đã sớm nhận thức để chuyển biến theo hướng tốt đẹp hơn. Bảo vệ môi trường chính là bảo vệ nguồn lợi ích thiết thân của đảo. Xe ôm chở khách từ bến tàu Bãi Nam về bungalow Quỳnh Đức ở Bãi Bắc lấy 10.000 một chuyến. Giá cả phải chăng, ta có thể xem qua đại khái đường xá, mật độ cây xanh và vị trí của các địa điểm để bố trí lịch tham quan.
Nhận xét tổng quan là đời sống dân cư khá trù phú, môi trường được giữ gìn sạch sẽ, không khí trong lành. Chúng tôi đến nơi lúc 9 giờ là được nhận phòng luôn. Khu du lịch Quỳnh Đức có 12 phòng, ở cụm trước biển, gồm 5 bungalow, ngày đêm thơm ngát mùi hương hoa nguyệt quý. Đó là ấn tượng yêu thích nhất đối với Lilo Phi, đi giữa đường thơm, ai mà không mơ mộng. Quỳnh Đức Bungalow nằm ở Bãi Nam, vị trí thật tốt để đi bộ tới bãi tắm gần đó. Gần chiếc cầu giáng bắc ra quán hương xưa, thường thì du khách hay đến đây để lấy cảnh, gần như là một trong những cảnh đẹp tiêu biểu của đảo. Cũng từ chiếc cầu này, ghe câu mà chúng tôi thuê buổi sáng, cập vào bến cạn trên cầu. Tuy nắng nóng nhưng các cô gái vẫn say mê săn ảnh. Chúng tôi đã đặt trước chiếc ghe này để đi câu vào buổi chiều. Vì chiều mát, con cá, con ốc nó ra nhiều hơn, xác suất bắt gặp sẽ cao. Nhưng tới gần ngày đi thì chú Thành, chú ghe năn nỉ dời lên buổi sáng vì kẹt mối cán bộ địa phương. Đồng ý thôi, dù không hài lòng, cho mấy. Đi giữa trưa khá mệt vì ngay sau một chuyến xe đêm rồi 30 phút tàu cao tốc, trời lại nóng tới đỉnh điểm. Nhưng sự bất dư ý vẫn còn tiếp diễn, chủ ghe lại năn nỉ thêm một lần nữa. Rước thêm 4 khách được giải thích là cháu bên vợ sẽ lên chung chuyến đi câu. Nói thế chứ trong lòng ai cũng thầm hiểu, sự ghép đoàn này gây phiền phức cho nhóm chúng tôi. Hai thế hệ, hai tư duy khác nhau, và quan trọng nhất là sự liên tiếp bội tính. Chân trời rất xanh gọi nắng xôn xao, con thuyền rất vui và gió hát ngọt ngào, môi cười rất xinh lung linh màu áo, mây trắng gợn lên những cánh chim hải âu. Có gì sáng nay mà sóng xôn xao? Nó biết bơi mà, thường dữ luôn. Ôi anh Sơn là anh bơi giỏi lắm. Con nhảy luôn hả? Quá dữ, mấy đứa gái này ghê quá. Giỏi. Ôi biển Việt Nam, ôi sông Việt Nam, qua bao nhiêu thăng trầm mà chiều nay vẫn dịu dàng. Vùi sâu dưới đây. Ước. Lên xuống trước, lên xuống trước đặng cho à. Rồi lên. Không biết bơi mà dám không? Em đỡ nó đi để nó hết hồn á Lệnh ơi. Ờ, chứ không thôi nó tuột, nó sợ lắm á. Nó gài nhưng mà rộng. Hễ không biết bơi thì nó vậy đó. Nhưng mà cái mặt nó gác lên áo phao thì được rồi. Bình tĩnh, Hạnh còn đưa gì. Thôi, anh đừng đưa. Lên bắt được gì không? Nó chống nạnh vậy lên. Đứng coi không à. Bắt đi, bắt con đi đến. Bắt nhôm đi. Lệnh bắt nhôm đi, lệnh nhôm. Trời ơi, nhôm kìa. Nhôm quá trình nhôm luôn rồi ta. Đó, đi vô rồi ta. Bắt thùng đó, cái đó mình nặng trăm bổ một tạc vô ăn liền. Thôi, không có ăn kiểu đó, đau bụng á. Ừ, không có được, đau bụng á. Không dám đâu, không dám ăn sống. Được gì không? Bằng đâu? Bằng xa hả? Ờ, rồi sao nữa? Rồi bắt đầu ấy, cho nó hạ dưới nước.
phải cầm sợi dây nè, rút vô nè, rút vô. Hát gợi lên những khát khao đại dương. Mở hàng được con cá bóng bố nhỏ, cũng có được con cá dưa gan như mong muốn, nhưng cá dưa gan là do nhà thuyền cung cấp. Dưới đây những gì đau thương, biển lại hát tin ca, biển kể chuyện quê hương. Mỗi một tình yêu, mỗi một cuộc đời, qua bao nhiêu thăng trầm, lửa thử vàng mới nên biển xanh vẫn nhắc những lời yêu thương, biển lại hát tình ca, biển kể chuyện quê hương. Ôi biển Việt Nam, ôi sóng Việt Nam, qua bao nhiêu thăng trầm mà chiều nay vẫn siêu dàng. Vùi sâu dưới đây những gì đau thương, biển lại hát tình ca, biển kể chuyện quê hương. Mỗi một tình yêu, mỗi một cuộc đời, qua bao nhiêu thăng trầm, lửa thử vàng mới nên người. Biển xanh vẫn nhắc những lời yêu thương, biển lại hát tình ca, biển kể chuyện quê hương. Biển xanh vẫn nhớ những lời yêu thương, nghe biển hát tình ca. Biển kể chuyện quê hương. Kinh nghiệm cho thấy, đi ghe ra biển dù chỉ quanh quẩn gian các đảo, nhưng cũng nên cân nhắc tin dự báo thời tiết. Mai mà hôm nay trời quang mây tạnh, những người ở lại trên thuyền là thiểu số, xuống nước sẽ vui hơn. Tuy nhiên, chúng tôi có lời khuyên cho những ai không biết bơi thì đừng cố mà xuống nước. Dù có áo phao nhưng sẽ có một lúc rất hoảng hốt. Khi lên thuyền thì vô cùng khó khăn cho những người cơ tay chân bị yếu. Khó lắm, không có thang để lên như ở một số cano chuyên dụng lặn ngắm san hô. Chỉ có thuyền mới hiểu biển mênh mông nhường nào, chỉ có biển mới biết thuyền đi đâu về đâu. Được cá bự luôn. Cái câu cá mà quấn bọc mà vô rồi. Đóng rồi lại sao mình kiếm có gì nhiều vậy. Lên chạy qua kiếm câu cá. À. Sao người ta bắt được nhiều con sò mai quá, mình ít được quá ha. Kỳ hồi đó là chị ăn được con cá sập dưa là làm lẩu đó. Ngon. Béo lắm, y như thịt ba rọi. Kỳ vậy đó. Có đẹp quá ha. Con này mập lắm nè. Tính. Vô thu dây. Quá người thì bự quá mà cá thì nhỏ. Cái lưỡi nó nhỏ mà. Ừ. Vuốt sâu ghê không? Răng. Ừ. Có ai mượn không? Rồi. Vô. Chỉ có thuyền mới hiểu biển mênh mông nhường nào, chỉ có biển mới biết thuyền đi đâu về đâu. Nồi cháo hải sản vừa chín thì ghe cũng quay đầu về đảo lớn. Lần này cầu gai to và nhiều gạch, coi như bù lại sự vắng bóng sò mai của biển trưa. Đây chỉ là màn thưởng thức sản phẩm tươi sống vớt lên từ biển. Chính thức bữa trưa còn đợi chúng tôi ở quán Hương Xưa. Theo cảm nhận chung của nhóm thì các món ăn ở Hương Xưa không xuất sắc cho lắm.
Cá và mực không phải là hàng tươi sống, giá cả còn cao hơn ở phía Hà Tiên. Nhưng Hương xưa bù lại bằng yếu tố đắc địa, gió biển, sắc biển, không gian ngang gác xanh, bụi trưa ê mã tiếng ve, thật lòng muốn đánh một giấc trưa trên cánh dẫm còn thích hơn là vào phòng ở phía bên kia đồi. Nay rảnh rồi, thư giãn thôi, xong giấc trưa an lành, cũng chưa muốn đi đâu hết. Đường nắng, biển bạc, ngồi chơi, bên hiên nhà, hoa nắng lung linh. Bắt đầu có hai người với một trái xoài, sau đó thì láng giềng qua, tụ họp, rơm rã, xoài xanh, chấm mắm ruốc, dài trái ớt, thêm ổi Hà Tiên, ngon thôi rồi. Chưa có mắm ruốc. Gì nói vậy? Ngủ à? Được sao? Thấy sao? Mắm ruốc ngon lắm. Mắm ruốc ngon quá trời. Mắm ruốc Huế, bà Duệ. Hát mắt em xa lắm. Hát dấu chân em một sớm. Đất nước ta nhìn ra biển Đông, luôn thấy mặt trời nhô lên khởi đầu ngày mới với một đông phương hồng sáng lạng. Nhưng ở đảo, ta có thể ngắm hoàng hôn, đó là một tuyệt chiêu hấp dẫn mà không ai cưỡng nổi. Tịch dương vô hạn hảo, chích thị cận hoàng hôn, nếu như tà dương là dần hào quang diễm lệ, rực rỡ rồi tắt liệm rất nhanh trên núi đồi sơn cước, thì hoàng hôn biển buông xuống lặng lẽ hơn, dàn trải và bùi ngùi lâu hơn. Lặng lẽ là bởi nó ở xa ta, rất xa, là hải giác, là thiên nhai. Dàn trải là gì? Soi lên tấm gương vĩ đại, tên là biển lớn. Còn bùi ngùi bởi nó tượng trưng cho sự chuyển giao nhật nguyệt, thời gian dương chuyển sang âm, một ngày vui, một điều gì đó sắp qua, sẽ qua. Sự tắt đi của dần dương chỉ là một diễn biến tuần hoàn, nhưng mà nó quá đẹp nên chúng tôi cần vội vã nhắc mình nhanh lên, hưởng trọn, ghi khắc khoảnh khắc hoàng hôn vô hạn hảo đó. Và trong cái tịch mịch của đất trời, chỉ trên đảo xa bờ mới có, chúng tôi ôn chuyện hàn huyên cho tới đêm thực sự về. Giữa ngàn trùng tiếng sấm, một kỷ niệm êm đềm sâu lắng mãi về sau.
hồi xưa mình phải đi phà bằng cống. Vì chỉ còn có một buổi sáng ở đảo nên chúng tôi thuê xe máy đi thăm thú những chỗ còn chưa biết và nằm hơi xa nhà nghỉ. Có một số nam giới trẻ khỏe chọn đi bộ, trước hết thì nhóm hẹn cùng về khu dân cư ở Bãi Nam để ăn sáng. Để bảo đảm thời gian và chất lượng ly cà phê, người của mình tự vào bếp, pha luôn. Hủ tiếu mực lạ thai không mấy tươi ngon như chúng tôi vẫn tưởng. Quán này kêu là bán gì nha con? Không có tên. Không có tên. No name. Quán Quảng Nam. Ba bạn đó xe. Đi giải đất không có không thấy ba người. Gì vậy? Bánh xe miền Tây rồi đi xe. Đi đủ rồi. Trời ơi cái cặp này đẹp nha. Ừ.
đẹp thiệt á. Em bỏ cà phê vô chị Quẩy. Nói xong rồi quên mất mấy người uống sữa thiếu trơn người đi mua cười. Kỳ này mình làm sẵn như vậy nó ngon hơn nè, giống như chuyên nghiệp phải không? Có được luôn rồi không? Bốn miếng là cẩn thận đó. Sau khi nạp đầy năng lượng, chủ yếu là đi cà phê sữa pha ngon, nhóm dội lên đường. Coi như đánh một vòng 3/4 đảo, bắt đầu từ cầu tàu Bãi Nam qua những nơi có dân địa phương sinh sống đông nhất, những người đi bộ thì tiếp tục cuộc dạo chơi của mình về phía chợ và quán ven biển Minh Luân. Việc này chúng ta sẽ nói sau. Dân cư ngụ lâu đời ở ven đảo chủ yếu lập nghề biển, có một nhà thờ lớn nằm trong xóm, kiến trúc mới mẻ nhưng không kịp vẻ trang nghiêm. Hết đoạn nhà dân là tới đồi dốc cao dần, hai bên còn bỏ hoang, nhiều khúc cong uốn theo sườn đồi lộ biển. Lúc này trời nắng nhạt, biển không xanh cho lắm, các diễn viên tỏ ra vui thích với sự mênh mông bát ngát đầy vẻ hoang sơ nên dừng lại để chụp ảnh. Bãi biển ngay bên cạnh cột mốc khá đẹp, thoạt nhìn, địa hình đá lởm chởm không bắt mắt và không thể tắm. Nhưng sắc thu trên những cành bàng hấp dẫn tầm nhìn của chúng tôi đưa chân xuống bãi, thì hóa ra có những sắp xếp khéo léo bên dòng cung biển làm người ta ưa thích. Mất một lúc khá lâu để chụp ảnh ở khu bãi đá này. Bên bờ nằm khắp muôn nơi mà lòng em chỉ muốn của một mình anh thôi. Đừng vì em là biển, em chỉ là em thôi. Đừng vì em là biển, em chỉ là em thôi. Đừng vì em.
Tới đảo hải tặc không nên quên đến cột mốc đánh dấu chủ quyền quốc gia, cột đá cũ vì tắm nắng, trải mưa, nét sơn son đã nhiều lần giảm giá. Đó là chứng tích thời gian, là hồn Việt Nam in trên hòn đảo. Từng thời đại, từng chế độ, nối tiếp nhau giữ gìn nó. Mỗi lần ra đảo Việt Nam sờ vào cột mốc, leo lên hải đăng đều cảm xúc dạt dào tình yêu tổ quốc. Sơn Hòa Tự, một chùa nhỏ nằm trên dốc núi, chỉ cách Quỳnh Đức Bungalow chưa tới 100 mét. Chúng tôi có một vài người muốn lên viếng chùa. Đường vắng thêu qua nắng, cây lá lung linh, gió hòa nhịp bước, xao xác tiếng lá khô. 200 mét lên chùa này khá là vất vả, chỉ là không thể chọn được thời gian tránh nắng. Ví dụ như chiều vàng, dịu mát hơn. Ở một đoạn lá khô phủ đẹp con đường, các em cũng tranh thủ được một vài khoảnh khắc hữu tình. Sơn Hòa Tự cũng như nét chữ nhạt nhòa cùng mưa nắng, là một ngôi chùa vắng, khiêm tốn, không gây ấn tượng như ta thấy trên phim. Cùng lúc này, vài người đã về nhà cho đôi chân được nghỉ. Một góc bàn, một cái giẫm, vài món lạnh, giải đi cái khác vì nắng gió miền biển. Giờ phút này là thời gian sung sướng, thảnh thơi nhất trong buổi sáng. Tưởng như có thể ngủ yên trong gió mát, trong hương thơm bản lãng, rơi từ những chùm hoa đỏ xen giữa thảm lá màu xanh. Cứ thế mà êm ả trôi qua. Một sáng mùa hè ở đảo dịu dàng đến như vậy. Bữa ăn trưa này vốn không có đặt trước, chỉ là nhóm chúng tôi muốn đổi khẩu vị một chút. Hai bữa ăn ngày hôm qua chủ yếu là ngắm phong cảnh ở hương xưa. Trong lúc dạo bộ, ba chàng trai của nhóm đã rẽ vào một quán ven biển, quán Minh Luân, có view mở ra vịnh Thái Lan. Ngồi bên này thấy thành phố kép ở bên kia, nhưng Minh Luân không sẵn nguyên liệu, thế là các chàng trai của chúng ta đi chợ. Có một bất ngờ còn ở phía sau quán Minh Luân, rừng tre cao vút, xanh biếc và hơn nữa chạy sát biển. Một bãi đá thật là nhiều ốc. Chỉ một lúc bắt được cá rổ, sẵn đưa cho chủ quán chế biến luôn thể. Cứ tưởng chỉ tụ họp giao ăn trưa thôi, ai ngờ còn có cả không gian xanh đáng ngạc nhiên như vậy. Một voi đất vươn ra biển, giữa là rừng tre màu lục, một bên là bãi đá, bến thuyền. Bên còn lại mở ra vịnh Thái Lan, ngồi ăn bên này hướng về Campuchia trong tầm ngắm. Biển sát bên, rì rào, tất cả mọi món Minh Luân đều chế biến rất ngon. Cơm nấu bằng gạo tấm, chả cá tươi, gỏi ốc giác, canh cải bẹ xanh. Đó là bữa ăn ngon nhất trong hai ngày ở đảo. Không dướng em. Hạnh phúc, hạnh phúc.
Trời ơi, trái cá ngon quá. Với ba cũng bữa, bữa nay mới mời cả nhà ăn cơm. Mấy bữa trước không có cơm. Ngon. Một chữ thôi. Nấm ngon. Một chữ ngon. 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 Gì vậy? Có mặt trăng gì vậy ra rồi. Cái đuôi đâu. Cái này nóng thôi. Cái này nóng ra vậy đó, tự nó ra. Ấm là sao? Nè cái con này không có. Ấp dân giả ngon ha. Dạ, không có ốc ăn liêu ha. Muốn nhai đậu mới ốc ăn liêu. Hai người tự diễn với nhau. Để là được cái muỗng cho nhăn muỗng nhiều lắm. Để lấy cái muỗng nhỏ nhỏ. Dạ. Cái này có trứng hay không có trứng? Trứng nhưng mà ít hơn. Không phải, ý em nói người ta có bỏ trứng vô hôm hay không? Không. Rồi rồi, ok. Thích ăn nhum nguyên thủy. Cái này không có trứng. Ừ. À bỏ trứng kia vô. Béo không? 30 con mà có 300 thôi. Tức là có 10.000 một con thôi. Rất rẻ. Cho mấy đứa quay đứt lại. Ăn ở quán Minh Luân vừa miệng, cảnh quan lạ, lại có biển cận kề. Cái biển êm ả gợi nhớ bãi thơm Phú Quốc. Bãi nước cạn đi mãi trên nền đá phẳng, nông trèn, để rượt đuổi bọn cá con, ghẹ nhỏ. Đến một lúc xa mới là nền cát mịn, khơi dậy nỗi niềm ao ước của dân kiền tắm biển. Xuống làn nước ấm trong ngần cũng là một hạnh phúc. Cái cục đá, cái con đó giống con sò quá ha. Ừ, nó đẹp đó anh. Ờ, cái núi bự đen đen là núi Tà Lơn hả? Đâu núi bự là dãy núi xa xa hả? Ồ, là đất liền của Campuchia rồi, thành phố Kép hèn chi đi ở bên đây qua là đi gần quá. Mai mốt thí dụ như mà hết dịch đó là mình về Hà Tiên chơi rồi qua Campuchia chơi luôn. Nắng yêu đời thênh thang ngày mới, gió ru tình vẫy gọi biển vui, bờ cát im ngoan hiên ngủ vui, nằm khoe mình da trắng non tơ. Cuộc chơi chỉ một sáng thôi mà quá đã, còn thèm tiếc bâng quơ. Hai ngày một đêm chỉ là dội đến, dội đi, mới tới cầu tàu đó, rồi giờ lại ra cầu tàu đi. Cũng là cao tốc Hoàn Hạnh, cùng giờ đi 2:30 trưa, với hàng xóm Minh Nga. Từ biệt màu xanh lục thủy mênh mông của đảo xa, chúng tôi về đất liền đây. Sóng biển chiều nay, dãy chào bên cửa kính. Cứ êm ả thế nhé biển, để người về Hà Tiên đều thích đến quần đảo xanh, không một chút ngại ngùng. Chim hải âu lắng ru, tình ta như những cánh buông căng. Về nơi bên vắng mây mùa trăng. Thời tiết đất liền có vẻ không trong sáng mấy, lên bờ chỉ 3 giờ chiều. Về khách sạn mất dài cây số, lễ tân River Hotel niềm nở đón chào, cho phép cả nhóm lên hết dù chị Búc có 3 phòng. Vì một số sẽ về chuyến xe đêm, như ta thấy chiều trên sông Giang Thành u ám, phảng phất bồng mây mưa. Nghe vui chiều dâng gió lộng, nhớ thương hoài trong ta ngày ấy. Thiết tha lời tình từ con đây, màu nước xanh thay đổi. Đến 6 giờ chiều, hẹn nhau đi ăn món gà đốt Campuchia ở quán A Tý, nổi tiếng đất Hà Tiên. Đi về hướng biên giới, Việt Miên chừng 5-6 cây số. Trời tối sầm, giờ đã muộn. A Tý phá lệ nhận khách, vừa ngồi xuống là mưa đổ sầm sập. Mưa rồi không nghe tiếng
sông đua khơi xa, chim hải âu lãng du. Tình ta như những cánh buông thăng. Giăng nước lên kìa. Nãy nó dự báo thời tiết hả? Tuyệt vời, mênh mông trung dương đất trời thành thơi. Trên con đường mơ lối mộng, tay trong bàn tay ấm nồng, nghe vui chiều dâng gió lộng. 8 giờ tối, xe Tuấn Nga đón khách sạn đã mãn nguyện với 2 ngày cùng đảo hải tặc. Ba cô gái phải trở lại với công việc. Hẳn rằng trên chuyến xe đêm nay, các em nhanh chóng chìm vào giấc mơ, hồi tưởng màu xanh sóng gợn, thanh khiết nắng mai và hoàng hôn êm ả nồng nàn trên biển đảo thân thương. Màu nước xanh thay đổi trong ngày, thì xin mời tình mãi không.